of his fifth victory as a pro, ladies and gentlemen, introducing Vin Von Hai. And now once again for the instructors, referee Charlie Choi. Vâng, tất cả chúng ta đều đang chuẩn bị được chứng kiến màn so tài được chờ đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay, đấu giữa Nguyễn Văn Hải và Su Xiaotao. Nguyễn Văn Hải năm nay 35 tuổi, được 7 lần vô địch quốc gia, giành 1 huy chương bạc SEA Games và 1 huy chương đồng SEA Games. Năm nay là năm thứ 19 Nguyễn Văn Hải gắn bó với boxing. Một tượng đài của quyền Anh Việt Nam, một võ sĩ mà bất cứ một tay đấm nào tại quốc gia Việt Nam đều nghe tới tên, đều biết. Thành tích của anh khi thi đấu chuyên nghiệp lúc này là 4 chiến thắng trong 5 lần tượng đài. Và màn so tài giữa Văn Hải và Su Xiaotao đã bắt đầu rồi. Nguyễn Văn Hải của chúng ta thi đấu ở góc đài đỏ. Anh mang chiếc quần màu trắng, đai màu vàng. Và Su Xiaotao thi đấu ở góc đài xanh với chiếc quần màu trắng. Đây là trận đấu sẽ diễn ra trong tối đa 8 hiệp. Nguyễn Văn Hải vẫn đang thi đấu với một phong cách quen thuộc của mình, phong cách làm nên thương hiệu của Văn Hải. Thủ cao tay, hai gát và liên tục di chuyển tạo ra những đòn đánh bất ngờ, những cú móc. Và chúng ta cùng chờ đợi xem Văn Hải sẽ thể hiện như thế nào bắt đầu từ hiệp 1 này. Cả hai võ sĩ đều là những người rất dày dặn kinh nghiệm. Su Xiaotao thậm chí đã có được những danh hiệu quốc tế, đó là IBO Oceania Orient và WBO Oriental Super Featherweight vào năm 2019. Tuy nhiên, kể từ năm 2020 tới nay thì thành tích chuyên nghiệp của Su Xiaotao không được cập nhật. Nhiều người cho rằng anh đã ngừng thi đấu khi có đại dịch Covid-19. Và đó chính là lý do khiến cho Su Xiaotao vào lúc này thực sự là một ẩn số. Tính đến lúc này thì anh đã có 11 chiến thắng rồi. Su Xiaotao có 6 chiến thắng ở nước nào. Rất đáng gờm. Lúc này thì Nguyễn Văn Hải vẫn đang là người chủ động, trong khi Su Xiaotao mới là võ sĩ phải phòng thủ nhiều hơn. Những cú chắp của Văn Hải. Tất nhiên là với một trận đấu giữa hai võ sĩ dày dặn kinh nghiệm như thế này thì họ sẽ không vội vàng. Đây là quãng thời gian mà cả hai đều thăm dò. Nguyễn Văn Hải đã chia sẻ rằng anh đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng Su Xiaotao trước khi bước vào trận đấu. Như đã nói, trong 2 năm qua thì người ta không được thấy Su Xiaotao bước lên một võ đài chuyên nghiệp nào. Chính vì vậy mà việc anh thi đấu ngày hôm nay tại Hồ Tràm sẽ tiềm ẩn rất nhiều những bất ngờ. Su Xiaotao bắt đầu tung ra những cú chắp. Cả hai võ sĩ đều đang thăm dò. Đây đều là những võ sĩ chất lượng. Đòn tấn công đầu tiên của Su Xiaotao, một combo 1-2. Chính xác, đó là hai cú uppercut bằng tay trái của Nguyễn Văn Hải. Hơn 20 giây nữa ở hiệp đầu tiên, một hiệp đấu mà cả hai võ sĩ đều đang thăm dò nhau. Combo uppercut đến từ Nguyễn Văn Hải. Chúng ta chưa thấy được cú móc trái thương hiệu của Văn Hải. Có lẽ là những hiệp đấu sau thì chắc chắn võ sĩ của Việt Nam sẽ tung ra. 10 giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Rất chậm rãi. Cả hai võ sĩ đều thi đấu điềm tĩnh vào lúc này. Số lượng đòn đánh mà Văn Hải tạo ra là nhiều hơn so với Su Xiaotao. Và chúng ta cùng chờ đợi về hiệp đấu thứ hai, khi mà có lẽ thời gian thăm dò đã hết rồi. Bây giờ sẽ là hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Nguyễn Văn Hải và Su Xiaotao. Hiệp đầu tiên thì cả hai võ sĩ đều thăm dò nhau.
tung ra được những đòn tấn công đáng chú ý. Nguyễn Văn Hải, võ sĩ ở góc đai đỏ, vẫn đang sử dụng tư thế phòng thủ quen thuộc của mình, high guard, và tiến lên phía trước sử dụng rất nhiều những đòn ngụp xuống cũng như half movement, tạo ra được những đòn nhử về phía Su Xiao Tao. Rất nhanh, cả hai tung ra cú móc. Và như anh Phương đã nói thì chúng ta đã được thấy những cú móc trái thương hiệu của Nguyễn Văn Hải. Những vấn đề là Su Xiao Tao né đòn rất nhanh, và vừa rồi là hai pha body shot chất lượng của võ sĩ đến từ Trung Quốc. Nguyễn Văn Hải di chuyển rất hay. Nguyễn Văn Hải khi thủ hai gát bè cao tay, lúc thì thủ finish out. Chúng ta đang chờ đợi những đòn tấn công đến từ Nguyễn Văn Hải. Vừa rồi là một cú liver shot của Nguyễn Văn Hải. Liên tiếp là những cú móc, sau đó một combo, những cú thẳng tay tới từ Su Xiao Tao. Lại thêm một đòn đánh tấn công vào gan tới từ Su Xiao Tao. Nhưng Văn Hải vẫn đang thủ rất chắc chắn. Cả hai vừa hạ thấp trọng tâm và tung ra đòn móc. Cú chắp tốt của Văn Hải. Thêm một đòn móc trái nữa đến từ Nguyễn Văn Hải. Đòn móc trái mà chúng ta không thể quên được, cú knock out tại sự kiện Photos of War mà Văn Hải đã tạo ra. Rất tốt. Đó là một đòn counter chính xác của Nguyễn Văn Hải, đòn phản công tay sau. Hơn 40 giây cho hiệp đấu thứ hai. Có vẻ như lúc này Nguyễn Văn Hải đã bắt đầu có được sự hiểu biết nhiều hơn về lối đánh của Su Xiao Tao, và chúng ta thấy anh đang cố gắng để nhử đối thủ và sau đó sử dụng đòn counter và tận dụng khoảng thời gian Su Xiao Tao tấn công để đưa ra những cú phản đòn chính xác rất nhanh. Lại là cú móc trái với tốc độ cực cao của Nguyễn Văn Hải, nhưng Su Xiao Tao cũng đã phòng thủ hiệu quả trong tình huống vừa rồi. 10 giây cuối, hai đòn body shot liên tiếp của Su Xiao Tao. Nguyễn Văn Hải rất tự tin. Hiệp đấu thứ hai kết thúc. Một trận đấu chất lượng chuyên môn cao và nặng về chiến thuật. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến hấp dẫn ở hiệp đấu tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đến với hiệp đấu thứ ba, màn so găng giữa Nguyễn Văn Hải và Su Xiao Tao. Hiệp ba rồi, vẫn là một sự cân bằng giữa cả hai võ sĩ. Một trận đấu rất nặng tính chiến thuật giữa cả hai. Nếu như giành chiến thắng trong trận đấu này thì Nguyễn Văn Hải sẽ có cơ hội để có thể hướng tới một trận đấu cạnh tranh cho chiếc đai vô địch của WBO Oriental Chut vào cuối năm nay. Tất nhiên đó là câu chuyện của tương lai, còn bây giờ ngay tại The Grand Hotel Trip vào lúc này thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào việc Nguyễn Văn Hải sẽ có thể hạ gục được Su Xiao Tao trong thời gian 8 hiệp đấu. Hải đang đánh rất tốt. Ta thấy là những tình huống phản đòn tuyệt vời của Văn Hải, đó là một đòn móc phải nhanh như điện của Nguyễn Văn Hải đã đi trúng đích. Hiểu về đối thủ và kinh nghiệm đang giúp Nguyễn Văn Hải có thể
tạo ra được những tình huống vừa phòng thủ vừa có cơ hội để tấn công. Nguyễn Văn Hải thoát góc. Lúc này thì Su Xiao Tao đang nhắm rất nhiều vào phần gan của Liversot. Nhưng Văn Hải lúc này đang thủ rất hay, thủ thấp và tạo ra được một thế tấn vững chắc. Cú chắp của Su Xiao Tao. Móc trái, ngụp xuống né đòn và tạo ra combo. Tấn công ngược trở lại với Su Xiao Tao. Nguyễn Văn Hải vẫn đang di chuyển linh hoạt. Đấm hụt, cú móc trái không chính xác của Su Xiao Tao. Rất hay, combo 1-2 tuyệt vời của Văn Hải. Anh Phương có thấy là Nguyễn Văn Hải đang chủ động tìm cách để liên tục dựa vào dây, và qua đó khiến cho Su Xiao Tao bị sơ hở khi thực hiện đòn tấn công mình. Đó là hai cú đấm rất nặng, thêm pha ra đòn chính xác nữa của Su Xiao Tao. Đó là cú móc trái tốt đây anh Đạo, đến từ Su Xiao Tao. Và Văn Hải thực sự đã dính một đòn móc trái gây choáng váng. Không thể coi thường được Su Xiao Tao. Anh ta từng giành được những chiếc đe vô địch của châu lục. Văn Hải cần phải tận dụng nhiều hơn những đòn jab của mình. Quãng thời gian ở hiệp đấu thứ 3 là thời gian Văn Hải bị ép đài khá nhiều. Có thể nói Su Xiao Tao là đối thủ đẳng cấp nhất mà Văn Hải từng đối mặt trong sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp của mình. 10 giây cuối ở hiệp đấu thứ 3. Người đấu khó khăn với Văn Hải, một đòn clean shot đến từ Su Xiao Tao. Đấm trúng đích và không bị chắn bởi tay thủ Văn Hải. Cho tới lúc này chúng ta vẫn thấy được sự cân bằng trên võ đài. Ở hiệp đấu thứ 3 vừa rồi, chúng ta vừa xem lại những tình huống quay chậm, có thể thấy là cả hai đều tung ra những đòn đánh chính xác về phía đối phương. Và bây giờ sẽ là hiệp đấu thứ 4. Hiệp đấu hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn. Cả Nguyễn Văn Hải và Su Xiao Tao đều đã bắt đầu tung ra những đòn tấn công nhiều hơn. Những cú body shot đến từ Su Xiao Tao. Jab tốt của Văn Hải. Uppercut. Văn Hải chơi tốt nhưng rõ ràng Su Xiao Tao cũng thi đấu vô cùng ấn tượng vào lúc này. Cả hai đều di chuyển thông minh. Và Su Xiao Tao đang có vẻ như bắt bài được lối đánh của Văn Hải vào lúc này. Rất may là Văn Hải né đòn tốt trong tình huống vừa rồi. Tốc độ ra đòn của Su Xiao Tao cũng là nhanh như điện vậy. Móc trái cắt góc. Tình huống xử lý tốt của Nguyễn Văn Hải. Uppercut đến từ Su Xiao Tao. Rất tốt, combo của Văn Hải. Ngụp lặn né đòn quá. Văn Hải vẫn cho thấy được sự nhanh nhẹn và nhạy bén của mình ở tuổi 35. Những pha di chuyển khôn ngoan của Văn Hải, những tình huống cắt góc, những cú chắp để phá thế tấn công của đối phương. Cả hai trở lại vào khu vực giữa võ đài. Cùng một đòn của Nguyễn Văn Hải. Đối thủ vẫn đang phòng ngự rất kín kẽ. Tiếp tục là những combo tấn công của Su Xiao Tao. Uppercut.
Rất đáng tiếc là tình huống uppercut vừa rồi Văn Hải chưa đi trúng đích. Một lần nữa chúng ta thấy sự chủ động của Văn Hải trong những tình huống dựa dây. Anh cố gắng tìm cách để nhử Su Xiaotao vào cái bẫy mình giăng ra, nhưng vào lúc này Su Xiaotao vẫn đang rất tỉnh táo. Su Xiaotao có những cú móc trái cũng rất uy lực. Và Văn Hải cần phải có những tình huống phòng ngự thực sự kín kẽ. Chúng ta vừa thấy cách mà Su Xiaotao lùi ngược trở lại sau một combo ba đòn đánh của mình. Quá khôn ngoan. Body shot. Hơn 15 giây cuối ở hiệp đấu thứ tư. Nguyễn Văn Hải vừa rồi đã dính một đòn liver shot. Thêm một cú móc trái nữa. Đối thủ set up những đòn đánh đều có tính toán cả. Cái cách mà Su Xiaotao gây áp lực là cực kỳ kinh nghiệm. Khả năng di chuyển khôn ngoan của võ sĩ của Trung Quốc đang gây ra nhiều khó khăn cho đại diện của Việt Nam. Trận đấu đã bước vào hiệp đấu thứ 5 rồi. 5 hiệp đấu trôi qua và Nguyễn Văn Hải cùng Su Xiaotao vẫn đang tạo ra một thế trận khá cân bằng vào lúc này. Không hổ danh là nhà cựu vô địch của IBO và WBO. Su Xiaotao gây ra quá nhiều khó khăn cho một trong những võ sĩ quyền Anh hay nhất của Việt Nam hiện tại, Nguyễn Văn Hải. Nhưng vừa rồi là pha cắt góc và có cú móc trái, chính xác là móc phải tuyệt vời của Nguyễn Văn Hải. Văn Hải vừa vướng tay vào dây đài, hơi đáng tiếc và anh đã dính một đòn tay sau của Su Xiaotao. Nhưng trận đấu vẫn tiếp tục và đang ở thế giữa đa sàn. Đối thủ đang nhắm rất nhiều phần thân của Nguyễn Văn Hải, tiếp tục là liver shot. Đấm vào phần gan có thể khiến đối thủ đổ gục xuống sàn bất cứ lúc nào. Phản đòn đến từ Văn Hải. Văn Hải vừa né được hai đòn liên tiếp của Su Xiaotao. Su Xiaotao lúc này đang cố gắng để gây sức ép, nhưng Văn Hải vẫn đang duy trì một nền tảng thực lực tuyệt vời, di chuyển rất linh hoạt, né đòn liên tục. Head movement của Văn Hải là đầy ấn tượng. Sau đó là những tình huống phản đòn. Thêm một đòn liver shot nữa đến từ Su Xiaotao. Đối thủ rất nhanh, cú đòn tay và cùng cú counter đầy tốc độ. Văn Hải đang gặp khó khăn. Vừa rồi là combo đòn khá đa dạng của Văn Hải với những tình huống móc trái phải liên tiếp và sau đó là một cú body shot. Vẫn là những pha dựa dây và tìm cách để phản đòn của đại diện đến từ Việt Nam, Nguyễn Văn Hải. Anh đạo có thể thấy phần mạng sườn bên phải của Nguyễn Văn Hải đã rất đỏ rồi. Đúng đó rồi. Là hệ quả của những cú liver shot cực nặng và uy lực của Su Xiaotao.
Những pha tấn công vào vùng sâu mạng sườn của đối thủ đã được Su Xiaotao tận dụng khá nhiều vào lúc này. Thực tế mà nói, Văn Hải đã thủ thế cao tay khá nhiều kể từ đầu trận, và đó là lý do khiến cho Su Xiaotao buộc phải tìm cách tấn công vào những vùng khác trên cơ thể của võ sĩ Việt Nam. Việt Nam khép lại rồi và vẫn là một thế trận rất khó đoán vào lúc này tại The Grand Hồ Tràm Trip. Chúng ta theo dõi sự kiện WBO Zeus The Rising Star được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport Cộng của sinh thái thể thao VTV Cup. Và đây là một trong hai trận đấu được quan tâm nhất, trận đấu hạng cân 61kg giữa Quốc Văn Hải và Su Xiaotao. Hải võ sĩ dày dặn kinh nghiệm và đã có những thành tích không chỉ trong nước mà còn quốc tế nữa. Hiệp đấu thứ 6 đã bắt đầu. Và lúc này thì cả võ sĩ vẫn đang rất kiên trì với chiến lược mà mình đã đề ra từ ban đầu. Pháp sát của Su Xiaotao không thành công khi Văn Hải đã thủ rất chắc. Một phản tốt đến từ Su Xiaotao. Khi mà nhịp độ được Su Xiaotao đẩy cao hơn thì cũng là lúc mà Văn Hải bắt đầu gặp khó khăn. Cú chắp của Văn Hải. Lúc này thì Su Xiaotao vẫn đang là võ sĩ chủ động trong đòn tấn công, liên tục ép góc đối với Văn Hải. Một combo 4 cú móc trái liên tiếp của Su Xiaotao. Và phản đòn không thành công của Văn Hải. Một cắt đến từ Su Xiaotao. Anh Phương thấy lối đánh của Su Xiaotao là rất đẳng cấp. Vừa rồi là đòn móc trái chính xác anh Đạo. Rất nặng đến từ Su Xiaotao. Thêm một liver shot nữa. Đó chính là vấn đề lớn nhất với Văn Hải lúc này. Phần mạng sườn bên phải bị tổn thương. Đòn đánh bằng tay trái của Su Xiaotao thực sự là vô cùng nguy hiểm. Văn Hải bây giờ đang phải thủ tay phải thấp hơn để có thể bảo vệ phần mạng sườn của mình. Khi đó thì bất lợi sẽ thuộc về võ sĩ của Việt Nam. Su Xiaotao đang có cách khai thác rất hiệu quả với võ sĩ Nguyễn Văn Hải của Việt Nam. Combo tốt của Văn Hải. Nhưng vấn đề là những combo như vậy chỉ có thể phá được thế tấn công của Su Xiaotao chứ không gây ra nhiều khó khăn cho võ sĩ của Trung Quốc khi mà lực đánh là không cao. Overhand hụt đến từ Su Xiaotao. Văn Hải đã kịp thời ngụp xuống né đòn. Tiếp tục là những tình huống tấn công body shot của Su Xiaotao. Rất khó khăn, và đó là những đòn đánh không dễ chịu chút nào. Văn Hải đang gặp khó khăn ở những tình huống phải nhận body shot. Và hiệp đấu đã khép lại rồi. Thêm hiệp đấu nữa mà chúng ta thấy được sự đẳng cấp của võ sĩ từng vô địch IBO và WBO. Su Xiaotao đánh quá hay. Rất mạnh mẽ, rất khôn ngoan. Và di chuyển ép góc phải nói là tuyệt vời. Trong khi đó với Văn Hải, võ sĩ của Việt Nam vẫn đang tìm cách để có thể tận dụng sơ hở của đối phương. Trước mắt chúng ta sẽ là hiệp đấu thứ 7, trận đấu hạng cân 61kg giữa Quốc Văn Hải và Su Xiaotao.
Seconds out. Round 7. Chúng ta cùng đến với hiệp đấu thứ 7. Màn so kháng giữa Nguyễn Văn Hải và Su Xiao Tao. Lúc này nhà thi đấu đang thực sự sôi động khi các cổ động viên của chủ nhà Việt Nam đang dành tặng những lời động viên cho Nguyễn Văn Hải. Anh đang gặp phải một đối thủ rất khó chịu, rất đẳng cấp. Nhưng đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời để Nguyễn Văn Hải có thể hướng tới thêm những trận đấu có tính chất quan trọng hơn trong tương lai. Một series đòn được thực hiện bởi Su Xiao Tao. Và tiếp tục là những cú body shot rất nặng nhắm tới vùng mạng sườn bên phải của Nguyễn Văn Hải. Nguyễn Văn Hải đang gặp khó khăn, rất khó khăn. Những cú liver shot. Và vừa rồi là tình huống phạt đòn tốt của Nguyễn Văn Hải. Đối thủ đang đẩy cao tốc độ, ép đài nhiều hơn. Cái cách mà Su Xiao Tao ép đài, ép góc thực sự khiến cho Văn Hải gặp rất nhiều khó khăn. Rất khó khăn cho Văn Hải. Đây là những thời khắc mà chúng ta có thể thấy được. Su Xiao Tao rất mạnh. Thoát được rồi. Và lúc này Văn Hải vẫn đang duy trì một nền tảng thể lực tốt. Đó là lý do giúp anh có được những pha né đòn hiệu quả. Thêm đòn móc trái tốt nữa của Su Xiao Tao. Có vẻ như vào lúc này Văn Hải chưa có một phương án thực sự hiệu quả trong việc hạn chế được sự nguy hiểm từ những cú móc trái của Su Xiao Tao. Những pha ra đòn được Su Xiao Tao sử dụng rất nhiều trong trận đấu, nhưng để có thể ngăn cản lại là một vấn đề. Cao tơ tốt của Văn Hải. Những cú sát. Một phút nữa cho hiệp đấu thứ 7. Thêm một đòn liver shot nữa của Su Xiao Tao. Su Xiao Tao đã hoàn toàn bắt bài được lối di chuyển của Văn Hải. Đó là lý do khiến cho võ sĩ của Việt Nam liên tiếp những đòn đánh nặng. Những cú móc trái rất chất lượng của Su Xiao Tao. Văn Hải thoát ra được rồi. Rất nhanh tình huống khả tay thủ của Nguyễn Văn Hải. Uppercut, hai cú uppercut tốt của Văn Hải. Kinh nghiệm của Văn Hải là điều được phát huy lúc này. Hơn 10 giây cho hiệp đấu thứ 7. Hiệp đấu thực sự căng thẳng. Móc trái tốt của Su Xiao Tao. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi hiệp đấu cuối cùng. Mà so găng rất kịch tính giữa Văn Hải và Su Xiao Tao. Mười chín năm gắn bó với Quyền Anh, có lẽ đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất của Nguyễn Văn Hải. Tượng đài Quyền Anh Việt Nam đang phải đối mặt với vô vàn những rắc rối từ kinh nghiệm, từ sự tinh quái và sự đẳng cấp của Su Xiao Tao. Hiệp đấu cuối cùng rồi, hiệp đấu thứ 8. Và hãy chờ đợi vào màn trình diễn của Nguyễn Văn Hải để chúng ta cùng chờ đợi xem là liệu võ sĩ của Việt Nam có thể mang lại niềm vui cho khán giả nhà hay không. Chúng ta có thể thấy được Văn Hải đang bắt đầu chủ động tấn công ở trong hiệp đấu cuối cùng này. Khác với đa số những hiệp trước đó. Giờ là lúc Văn Hải cần phải có được sự chủ động để tìm lại lợi thế của mình. Rất tốt.
Tuyệt vời, cú overhand của Văn Hải. Cú jab của Su Xiaotao. Overhand đến từ Su Xiaotao. Tình huống overhand vừa rồi Văn Hải thực sự là điều mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. Những trường hợp như vừa rồi không xuất hiện nhiều và Văn Hải cần phải tận dụng nhiều hơn nữa. Anh đã chủ động dựa dày khá nhiều kể từ đầu trận và phải tới hiệp đấu thứ 8 mới có một cơ hội counter chất lượng đến như vậy. Nhưng sau đó Su Xiaotao không cho thấy bất cứ vấn đề nào cả. Cần phải thoát góc. Văn Hải vừa dính thêm một đòn liver shot nữa. Nhưng ngay sau đó cũng là một tình huống móc trái hiệu quả của Nguyễn Văn Hải. Dựa dây, side step và sau đó là thực hiện một đòn móc chất lượng của Văn Hải. Cần phải có nhiều hơn những đòn đánh như vậy để Văn Hải có thể phá được nhịp tấn công của Su Xiaotao. Văn Hải lúc này vẫn đang di chuyển, have movement tốt. Nói gì thì nói, cả hai võ sĩ có một nền tảng thể lực tuyệt vời. Đây là hiệp thứ 8 rồi, hiệp cuối cùng. Nhưng họ vẫn di chuyển giống như hiệp đấu đầu tiên vậy. Lùi lại rất nhanh. Và tấn công của Su Xiaotao. 40 giây, hiệp đấu cuối cùng. Tay sau đến từ Su Xiaotao. Những giây cuối cùng của trận đấu này, Văn Hải vẫn đang tiến lên. Mười lăm giây cuối, cả hai đều đổ đòn. Giờ lúc mà tấn công được ưu tiên hàng đầu và Văn Hải có một seri đòn rất chính xác về phía Su Xiaotao. Thời gian còn lại của trận đấu đã hết rồi. Và chúng thấy sự hài lòng của cái võ sĩ sau khi công hiến cho khán giả một màn tượng đài không thể chê vào đâu được. Tuyệt vời Văn Hải. Rất chất lượng anh Đào, một trận đấu mà chúng ta đã
Ladies and gentlemen, after 8 rounds of boxing, we now go to the scorecards, and here are the score totals. Judge at ringside, Maykin Simone, scored about 76-76, a draw. Judge at ringside, Surat Soikar Chang, scored about 77-75. And judge at ringside, Quang Hai Tran, scored about 77-75, declaring your winner by way of majority decision. From Vietnam, Win Van Hải. Và xin chúc mừng Quang Hải của chúng ta, Nguyễn Văn Hải đã có được một chiến thắng bằng tính điểm không đồng thuận khi đã có hai trọng tài dành cho anh điểm số 77-75. Một chiến thắng phải nói là vô cùng vất vả Quang Hải nhưng rất xứng đáng. Nó sẽ là bước đệm cho anh cho chặng đường tiếp theo, cho hy vọng có thể có một trận đấu tranh đài vào cuối năm này. Một lần nữa xin chúc mừng Nguyễn Văn Hải khi hạ gục được nhà cựu vô địch của IBO và WBO Su Xiao Tao. Chiến thắng trong sự nghiệp lần thứ 5 của Văn Hải, một chiến thắng vô cùng khó khăn trước Su Xiao Tao, một tay đấm đẳng cấp. Nguyễn Văn Hải đã làm rất tốt ở trận đấu này với một chiến thuật hợp lý. Chiến thắng tuyệt vời, chiến thắng rất xịn sao rồi. Xin chúc mừng cho Nguyễn Văn Hải, võ sĩ của VSP Boxing Gym.